Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, đã diễn ra phiên họp Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng Thẩm định, các chuyên gia phản biện cùng đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía tỉnh Sóc Trăng có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Lâu, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan của tỉnh. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh công tác lập quy hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của từng ngành, từng vùng, từng địa phương nói riêng. Việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 cần nhận diện các yếu tố mới trong điều kiện hoàn cảnh mới để chủ động ứng phó với các thách thức. Từ bối cảnh mới, chúng ta nhận ra đâu là cơ hội, đâu là thách thức mới, sẵn sàng ứng phó, vượt qua các thách thức, góp phần xây dựng đất nước phát triển. Theo báo cáo quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trình bày, tỉnh Sóc Trăng có nhiều tiềm năng lợi thế của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng cũng có những lợi thế riêng để phát triển. Với vị trí thuận lợi được thiên nhiên ưu đãi, được ưu tiên phát triển hạ tầng như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Trần Đề, cảng nước sâu Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng có nhiều thuận lợi để phát triển nông nghiệp cả về nông sản vùng ngọt, lợ và mặn. Với 72 km bờ biển gắn với cửa sông Hậu, Sóc Trăng có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp và dịch vụ, đồng thời phát triển năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời. Tỉnh Sóc Trăng đưa ra mục tiêu tổng quát là đến năm 2030, Sóc Trăng là tỉnh có nền kinh tế phát triển khá, trở thành vùng đất trung lưu về mức sống, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển bền vững về kinh tế, công bằng về xã hội, trách nhiệm đối với môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh. Tầm nhìn đến năm 2050, Sóc Trăng trở thành vùng đất trung lưu về mức sống của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, điểm đến du lịch nông nghiệp và văn hóa xanh chất lượng cao hàng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long, cực phát triển trung chuyển lớn trong hành lang về kinh tế Đông Tây, là một trung tâm công nghiệp xanh, cơ cấu kinh tế hiện đại, xã hội phát triển hài hòa, phát triển bền vững là đích hướng tới trong các hoạt động kinh tế của tỉnh. Tham gia ý kiến đối với quy hoạch tỉnh Sóc Trăng, đa số ý kiến cho rằng báo cáo quy hoạch được dựng công phu, đáp ứng về yêu cầu thực tiễn và bám sát các quy định, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch tỉnh cơ bản đã xem xét xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nhấn mạnh đến việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch quy định tại khoản 4 điều 16 của Luật Quy hoạch. Việc tích hợp các nội dung đề xuất của các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân huyện đưa vào nội dung quy hoạch tỉnh Sóc Trăng. Sự phù hợp của quy hoạch với quy định tại điều 20, điều 21 và điều 27 của Luật Quy hoạch. Về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên xã hội, môi trường, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, cần phân tích thêm về tính đặc thù của tỉnh về địa chất, khoáng sản, thổ nhưỡng, xâm nhập mặn, nguy cơ nước biển dâng, bổ sung sinh kế và thu nhập, dự báo nhu cầu lao động, nhu cầu nhân lực cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh, các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện theo cam kết của Việt Nam tại COP 26. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ông Trần Văn Lâu cảm ơn ý kiến góp ý quý báu, tâm huyết của các thành viên Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh và các ủy viên phản biện đối với quy hoạch tỉnh, đồng thời khẳng định với tinh thần cầu thị, tỉnh Sóc Trăng sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu toàn bộ các ý kiến để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với tinh thần quy hoạch luôn đi trước một bước để vạch ra chiến lược, tầm nhìn cho sự phát triển. Quy hoạch tỉnh được xem là khung kiến trúc chiến lược phát triển toàn diện của tỉnh trong 10 năm, tầm nhìn 30 năm tới. Sau khi đã thảo luận, các thành viên Hội đồng Thẩm định đã biểu quyết vào phiếu đánh giá quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch với kết quả 100% đồng ý thông qua với điều kiện có chỉnh sửa bổ sung. Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao ý kiến góp ý của các đại biểu và đề nghị tỉnh Sóc Trăng xem xét, rà soát lại việc tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ quy hoạch theo ý kiến tham gia thẩm định của các thành viên Hội đồng Thẩm định, các chuyên gia phản biện, lập báo cáo tiếp thu giải trình và bảo lưu nếu có, chịu trách nhiệm tính chính xác về số liệu, hệ thống bản đồ, tiếp thu giải trình, hoàn thiện báo cáo đánh giá môi trường chiến lược DMC, hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hồ sơ đạt chất lượng và tiến độ, trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.